Thằng bé này dễ thương nè, công nhận răng đẹp dễ sợ luôn. Tóc đẹp. Dạ, răng khểnh. Khểnh đâu khểnh, thụt ra thụt vô tùm lum mà khểnh cái gì. Đó là liên quan gì chuyện. Coi coi sao thì tao muốn coi gì, tao làm mai làm mối tao có quyền. Đứng lên coi giọng rồi, đứng lên. Khó quá. Wow, được, bé mét, này xinh nè. 1m4. Được, được, cao nhiêu? Dạ 1m81. Khó không? Dạ thiệt. Rồi được rồi. Ủa, Duyệt quá. Đồng ý. Dạ em nè, cảm ơn. Đi làm kiếm tiền là được rồi, nhưng mà về có chia cho bạn gái không? Dạ có chứ. Đúng không? Tại vì mà ta thiệt thòi, ta dạ. Quen với mình mà lễ người ta phải ở nhà, có một mình chơi vơi, mình đi làm kiếm tiền về thì mình phải có quà cáp, phải có chia sẻ chút đỉnh. Em ngồi đi chứ dạ. Các tường khổ khổ lắm. Đồng ý không? Dạ được, cái là đi tới đâu cũng chịu khó mua quà gì cho bạn gái hết trơn. Đó, vậy thích đó. Dạ. Mai mốt mua nhớ kèm cho chị miếng dạ. Nhỏ nha. Chị giờ thấy dễ thương rồi đó. Bạn trai của tôi đâu? Mời bạn. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? À, em tên là Hiển Yêu Biển. Hiển Yêu Biển? Dạ. Hả? Cái gì? Tên gì bạn? Dạ, Hiển Yêu Biển, chị Cát Tường ơi. Hiển Yêu Biển. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 23. 23 tuổi, đang làm nghề gì? Dạ, đang làm hướng dẫn viên du lịch. Hướng dẫn viên du lịch. Ước gì bạn gái của bên đây tên Biển nè. Dạ, bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước ra sân khấu. À, chào Biển. Biển tên gì? Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Em tên là Xuân. Trời, tưởng đâu tên Biển, tại bên kia tên là Hiển mà yêu Biển. Đổi là thành Hiển yêu Xuân đi nha. Xuân ơi, năm nay Xuân bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 24 tuổi. 24, Xuân đang dạ. Làm gì nè? Em đang làm nhân viên văn phòng. Còn bạn Hiển yêu Biển, bạn làm du lịch mấy năm rồi? Dạ, em làm du lịch được 4 năm. Nếu như có một người nào đó, họ muốn đi du lịch nước ngoài mà họ muốn đi nguyên gia đình, bạn có dám mời đi không? Dạ không có tiền đâu mời. Nếu như cả gia đình của người yêu em muốn đi, em có dám mời không? Dạ dám. Không có tiền sao dám? Không, lúc đó thì sẽ có tiền để đi chứ. Chưa. Đó, ta đi vay mượn ta cũng phải mời đúng không Hiển? Dạ. Hiển ơi, mà hồi nãy em giới thiệu em bao nhiêu tuổi chị nghe chưa rõ? Em 23. Bên đây 24. Em có ngại quen bạn gái lớn tuổi hơn mình không? Dạ không chị ơi. Trời. Em thích. Thích gì? Dạ em thích bạn gái hơn tuổi. Em đi làm nhiều khi cái thời gian của em á, nó không có để mà em có thể quan tâm cho người ta. Cho nên là khi mà em có bạn gái lớn tuổi hơn thì cái trải nghiệm của họ nó sẽ nhiều hơn em. Thì họ có thể chia sẻ và thông cảm cho em được một phần. Có nghĩa là em đỡ phải mất công chăm sóc người ta, mà người ta phải chăm sóc lại em. Dạ không phải vậy. Lúc nào chăm sóc được thì phải chăm sóc thiệt nhiều để bù lại những lúc không chăm sóc được. Sao Xuân thấy sao? Xuân có ngại quen với bạn trai nhỏ tuổi hơn mình không? Dạ không, miễn sao là người ta biết suy nghĩ thôi chị. Chứ đừng có trẻ con quá mà tối ngày cứ nhõng nhẽo hoài là em không có thích đâu. Không, chị thấy mà dám mượn tiền đãi cả nhà, dẫn cả nhà bạn gái đi du lịch là chị thấy biết suy nghĩ rồi đó. Bây giờ mình hình dung tưởng tượng xem cái mẫu người lý tưởng của mình như thế nào. Phải tạo cho em được cái ấn tượng đầu tiên, biết thông cảm và chịu khó trải nghiệm chung với em. Ví dụ em rủ đi du lịch bụi thì cũng sẵn sàng xách ba lô lên đi với em, không có ngại. Em rủ người ta đi nhưng mà người ta đi rồi đó, nhưng mà đi thì ăn ở đi lại tiền nó ai chịu? Dạ em chịu nhiều hơn. Là... nghĩa là bên kia có hùng. Dạ bên kia sao? Có hùng. Tại sao phải hùng? Thường thường nam phải trả cho nữ chứ hùng gì? Dạ em nghĩ là cái gì mà chung làm thì nó mới vui. À, em có bắt người ta hùng nhiều hơn em không? Dạ không. Em con trai vẫn phải ga lăng, không phải hùng nhiều hơn. Sao bạn nói vậy em thấy sao? Đi chơi phải có hùng tiền đó nha Xuân. Nếu mà bây giờ bạn nói vậy thì ok, mình chơi kiểu Mỹ đi. Có nghĩa là em sẵn sàng hùng phải không? Dạ. Cái anh chàng bên đây là một anh chàng khá điển trai, rất là rành về tâm lý phụ nữ, có duyên trong giao tiếp. Nói chung là hình dáng ngoài thì nhìn rất bắt mắt, nhưng mà không hiểu lý do tại sao bạn lại ế mà bạn đến đây bạn ngồi đây, tôi không hiểu được. Đặc điểm công việc của em nó cũng khó khăn về mặt thời gian. Khi muốn hẹn hò thì bắt buộc là phải cuối tuần, đưa đi ăn, đi uống, đi xem phim rồi đi cà phê hoặc là đưa đón các kiểu. Còn em những ngày đó em đi làm mất tiêu, nên là em không có thời gian hẹn hò và tìm hiểu. Mà mấy cô giờ chắc cũng không cô nào mà chịu vậy đâu. Em hỏi cuối cô tuần kêu gặp chịu nhau. Không? Hỏi kêu chịu không? Hỏi thử coi. Dạ dạ từ từ. Cứ hỏi thử coi, nếu thời gian gì không chịu thì mình ngưng luôn, khỏi cần gặp luôn. Chữ nhiên chứ. Nhiều khi trước đám đông người ta ngại người ta không nói thì sao anh? Đâu cái tâm lý nhiều khi người ta nói tao không thích à.
Thì ông cho em thời gian thuyết phục. Nhiều khi ông thích nhưng mà ta mở mặt lên, ta thấy mặt ta thích là cái gì ta cũng chịu. Anh Linh này không có hiểu tâm lý hết trơn. Nghe sơ sơ vậy rồi đó. Thời gian dành cho bạn gái nhiều là không có đâu, ham đi kiếm tiền. Thì quan điểm em thấy trong tình yêu như vậy em thấy sao? Dạ kiếm tiền là tốt chị. Để em thích tiền lắm. Đúng. Vấn đề là bỏ mình ở nhà đi kiếm tiền về có chia cho mình hay không mới là quan trọng. Đúng không? Đúng rồi. Nói cho vui nhưng mà giờ chị hỏi em rất là dễ thương. Tại sao em lại không có được tìm được người bạn trai cho mình mà phải nhờ đến chương trình? Có thể là do em khó tính chị. Khó tính là khó tính chỗ nào? Thí dụ như mình ngồi ăn đi mà mình chống tay hay là mình làm rơi đũa ngoài em cũng khó chịu nói chuyện đó lắm. Trời ơi con trai vô ý vô tính lắm em ơi. Cái chuyện rớt đũa rớt tay rồi là chuyện bình thường. Em có đưa ra cái mẫu người lý tưởng của em như thế nào không? Ngoại hình thì nhìn phong độ. Phong độ là sao? Cỡ như anh Quỳnh Linh á. Anh phong độ hả? Cảm ơn em nha. Rồi biết lo cho sự nghiệp, chăm sóc cho gia đình nhiều. Lo cho sự nghiệp thì thấy bên kia lo rồi đó. Mà có chăm sóc gia đình hay không thì chị chưa biết. Điều gì em không thích ở người bạn trai của mình? Em không thích người ta để móng tay dài. Nhìn ghê lắm chị ơi. Bên kia có không? Cắn trước khi tôi qua đi nghe. Có để chút xíu để buồn buồn đánh đàn rồi nghe được chị. Được không em? Cắt đi. Cắt đi. Cái gì không thích nữa không? Ngoài cái móng tay dài. Ở dơ chị. Trời ơi. Em nhìn anh bên đây bảo đảm với em. Sao? Ở dơ. Trời ơi, làm gì đâu mặc quần áo thì ghê như vậy. Xẻ tay ra coi. Thấy móng tay dài thòn đâu. Không, bên đây sát nè, được, được. Bữa nay hình như hên có cắt hay sao á. Mấy thằng bé đây dễ thương nè. Công nhận răng đẹp dễ sợ luôn. Tóc đẹp. Dạ, răng khển. Khởi đâu khởi, thụt ra thụt vô tùm lum mà khởi cái gì? Đó là có liên quan gì cái chuyện? Coi coi làm sao thì ta muốn coi gì, ta phải làm mai làm mối, ta có quyền. Đứng lên coi giọng rồi, đứng lên. Quá. Wow, được, bé này xinh nè. 1m4. Được, được, cao nhiêu? Dạ 1m81. Khó không? Dạ thiệt. Rồi được rồi. Ủa, duyệt đồng ý. Dạ em nè, cảm ơn. Đi làm kiếm tiền là được rồi nhưng mà về có chia cho bạn gái không? Dạ có chứ. Đúng không? Tại vì mà ta thiệt thòi. Ta dạ. Quen với mình mà lễ người ta phải ở nhà. Có một mình chơi vơi, mình đi làm kiếm tiền về thì mình phải có quà cáp, phải có chia sẻ chút đỉnh. Em ngồi đi chứ dạ. Các tường khổ khổ lắm. Đồng ý không? Dạ được cái là đi tới đâu cũng chịu khó mua quà về cho bạn gái hết trơn. Đó, vậy thích đó. Dạ. Em mốt mua nhớ kèm cho chị miếng dạ. Nhỏ nha. Chị vừa thấy dễ thương rồi đó. Không biết em sao thôi đó. Bây giờ anh hỏi em này, em có khuyết điểm gì không? Dạ có, hơi nóng tính. Không được đâu, nóng tính nhiều quá không tốt ha. Dạ, bốc đồng. Cái này hơi nguy hiểm nha, nhiều khi bốc đồng quá là mệt lắm đó nha. Em đang sửa, đang kiềm chế. Đúng rồi, khuyết điểm gì nữa? Ham chơi. Cái này mệt nữa nha, rồi còn gì nữa? Không, dạ hết rồi, nói nữa là chơi. Sẵn giấu. Ưu điểm nè, nói thoải mái luôn nè, ưu điểm. Vui vẻ, nhiệt tình, năng động. Có mấy cái lẻ tẻ linh tinh như là hát được, đàn được, làm MC được, kể chuyện cười được. Thôi giấu bớt đi, ta biết nhiều quá không được. Thôi cái này phải khoe, cái này không có giấu. Cơ hội chứng tỏ đâu có nhiều không, đâu anh. Hát đi, hát đi, hát đi. Hát bài đó gì, tình yêu chẳng hạn. À, hát mấy câu trong cái bài mà hay hát cho khách du lịch nghe. Rồi. Anh muốn được cùng em về vùng biên vắng. Mình sẽ sống những ngày hè nhum nắng. Dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi. Nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Hay quá đi bé ơi. Có duyên rồi đó, được dạ, á. Cảm ơn. Này chắc cô gái nhiều lắm nè. Hello. Chào luôn. Em thấy em chàng mình nó sao có duyên lắm á. Em thích những cái người vui vẻ gọi là năng động vậy không? Mà có bộ chắc gái theo nhiều lắm anh ơi. Em ghen dữ lắm á. Ghen quá không có tốt đâu em. Vấn đề là người đó ghé theo nhiều nhưng mà người ta theo em là được rồi. Em cũng nhiều trai theo chứ bộ. Đúng không? Người ta theo mình theo quan trọng là do mình thôi. Em thấy cũng được đấy. Giờ kéo màn lên đi. Kéo màn lên. Nhiều nhắm mắt thở ra vậy hả? Coi cái tóc ông chỉa. Chúng ta có 2 phút. 2 phút bắt đầu. Chào. Dạ chào Xuân. Có quà tặng Xuân ha. Vậy chào gì thân thiện quá vậy? Đây là một chiếc khăn rằn. Chiếc khăn gió ấm hả? khăn này khăn nắng. Khăn này tặng cho một người mà mong muốn sau này sẽ rủ người ta đi du lịch cùng mình. Công việc nói đi nhiều hả? Đi nhiều thì một tháng đi bao lâu?
Một tháng, nếu mà tháng bình thường thì đi khoảng 15 ngày. Mà tháng mà cao điểm thì đi khoảng 20 tới 25 ngày. Công việc nó là như vậy, nhưng mà bù lại sẽ có những khoảng thời gian rỗi vào đầu tuần. Ví dụ một tuần 7 ngày thì sẽ đi 3 ngày, 2 ngày. Hoặc là những ngày còn lại thì sẽ có khoảng thời gian rỗi. Tức là mặc dù cái thời gian biểu nó hơi khác thường một xíu, nhưng mà chắc cũng chấp nhận được. Cảm nhận về người bạn gái ngồi phía trước mặt? Dạ, rất là thẳng thắn. Ở những cái chi tiết nhỏ mà cũng nói thẳng được nhau là em thấy rất là thẳng thắn rồi. Còn bạn thì sao Xuân? Em thấy bạn cũng duyên mà có vẻ hơi trẻ con. Không phải lần đầu có người nói trẻ con đâu. Từ từ mới chứng tỏ được là người lớn như thế nào. Có thích đi du lịch không? Có. Có thích chụp hình không? Có. Có đem xe máy chụp hình là nhờ anh Linh chụp giùm cho Tấm nha. Mình có cái tính hay là quan sát ảnh người ta chụp lắm. Cho nên là ai mà để ý mình hay là thích mình á, mà chụp hình là mình nhìn cái tấm hình đó là mình sẽ biết luôn. Nên bạn thử xem. Thử thôi. Ủa đâu có thời gian chụp hình đâu. Dạ xong rồi. Rồi giờ đưa cho bạn nữ ta coi, ta nhận xét nè. Trời đất ơi. Đây là cái khung hình mà mình chụp ha. Có hai người nói luôn đi. Hết giờ, sao? Dạ. Nhìn hình thấy sao? Được không? Nhìn biết hiểu rồi. Rồi mời hai bạn để tay vào nút bấm. Đây, bên đây. Một, hai, ba. Hết thời gian. Lần này, lần này. Chúc mừng hai bạn. Choàng cái khăn lên nhá, cho nó đẹp. Đó, khăn bạn trai tặng choàng lên, nắm tay nhau. Trời ơi, có quà trong này nữa nè. Thấy chưa? Không mở ra là đâu có nhận thấy. Choàng khăn vô đi em, cho nó ấm. Đó. Rồi sẵn ôm hôn luôn đi. Thôi không, chưa được anh ơi. Bạn nữ cảm nhận thế nào? Em thấy bạn này chu đáo, rất là quan tâm bạn gái. Còn cái tấm ảnh hồi nãy chụp thì em nhìn tấm ảnh em thấy sao? Bạn này chụp thì ngay cái góc em đẹp nhất. Và em thích chụp cái góc đó nhất, nên là em mới bấm nút. Hiển hay hay hơn vậy? Em biết rồi. Bây giờ cảm xúc của em thấy thế nào? Rất là hồi hộp. Nắm tay nhau cái đi cho hết hồi hộp. Cười cái gì không biết nữa, mình trẻ trung hiện đại mà. Nắm tay nhau đi. Nắm tay nhau và chúc mừng hai bạn. Thích quá à, tôi thích quá à. Thay mặt chương trình gửi tặng hai em một cặp vé xem phim để hai em vô trong chỗ xem phim rồi hai em hôn nhau. Chị rất là vui và chị nghĩ anh Quyền Linh cũng rất là vui khi đã mai mối thành công cho hai em. Hy vọng hai em sẽ đi với nhau một quãng đường thật là dài. Cảm ơn hai em rất là nhiều. Cảm ơn hai bạn. Sở thích bạn trai là gì? Dạ, sở thích của em là đá banh và em cũng thích nuôi chim. Thích loại chim nào? Dạ, những con biết bay thì em đều thích nuôi cả anh ạ. Những loại không biết bay? Dạ, những con không biết bay thì mình không thể nuôi được nó. Tại vì như con chim cánh cụt nó ở Nam Cực là. Dạ. Chắc anh đang nghĩ về con chim khác không, nữa. Anh nghĩ chim cánh cụt thôi. Bạn này hay đoán ấy người ta quá ha. Dạ, nhưng mà em đoán trúng chị ạ. Ê, nhưng mà tóc này màu đen quá ha. Không, đẹp mà, sáng sủa mà. Dạ. Xà treo mút gì mà sao tóc láng quá vậy? Dạ, bữa nay được mới gặp trực tiếp chị, thực sự chị đẹp hơn ở bên khi em coi chương trình rất là nhiều. Định chặt chém mà khen câu cứng họng luôn rồi. Tâm lý quá ha. Mời bạn nam. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình đi. Em tên là Hoàng Thị Minh ạ. Em năm nay 23 tuổi và em đang làm giáo viên mầm non ở quận 12. Em ở đây bao lâu rồi? Em quê gốc ở Thái Bình nhưng mà em đã chuyển về đây cùng với gia đình. Rồi, bây giờ mình nghe bạn nam giới thiệu trước nhé, mình sẽ tâm sự sau. Dạ, em tên là Hoàng Trọng Khảm, năm nay em 31 tuổi. Em là kỹ sư xây dựng, em cũng vừa mới tốt nghiệp mà cao học. 31 tuổi? Dạ. Mình có bao nhiêu mối tình rồi bạn? Dạ thì em có hai mối tình rồi chị. Là tại sao lại chia tay? Thì nói chung là do bạn gái dữ quá anh. Dữ là dữ cỡ nào mà phải chia tay? Dữ cỡ như là ai về Bình Định mà coi con gái Bình Định sẽ coi đánh chồng. Ồ, đánh bạn luôn hả? Bây giờ thì anh muốn tìm một người yêu thế nào? Dạ, người yêu thì em muốn là
Cái thứ nhất là ngoại hình với lại khuôn mặt là dễ nhìn, hoặc là xấu xấu nhưng mà kết cấu đẹp cũng được. Kết cấu là sao bạn? Dạ kết cấu đây là tâm hồn đó chị. Chắc là chị lại đang nghĩ về cái khác nữa. Trước tiên là 23 tuổi thì cũng còn quá trẻ. Dạ. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Em mới có một mối tình ạ. Em yêu khi em còn là học sinh ạ. Mối tình đó được 5 năm và khi cách đây 3 năm thì em chia tay. Bởi vì em phải theo gia đình vào đây. Em chuyển cùng gia đình vô đây. Là người kia còn ở quê á hả? Dạ. Từ hồi vô đây giờ 3 năm mà không có đối tượng nào đeo đuổi mình sao? Cũng có nhiều đồng nghiệp hoặc là phụ huynh thấy dễ thương xong à cũng giới thiệu, nhưng mà người thì em thấy họ keo á, còn người thì họ ít quan tâm với em lắm ạ. Keo hả? Dạ. Keo bo ấy. Bạn trai có keo không? Bạn trai có keo không? Dạ không chị ạ. Thế nào là keo bạn? Em không hiểu rõ, nhưng mà có một lần em quen cái anh này mà anh ấy mời em đi ăn mà anh ấy chỉ trả có một nửa tiền thôi. Đó đó. Bạn trai nào chỉ cho tôi coi coi. Ai mời? Anh ấy mời ạ. Nhưng mà rồi cái lúc đó là bạn xử trí thì sao? Em trả luôn cái suất ăn đó. Hôm nay cũng là nhiều tội tôi từng trải mà tôi chưa hề thấy cái tình trạng này nha. Cảm ơn bạn cho chia sẻ một cái thông tin. Không, tôi nói là xài chữ Mỹ đem mà nay nó trả mà. Mà Mỹ thì phải nói trước với nhau chứ, rủ như bên đây người ta không đem tiền theo sao? Tại anh chứ. Sao? Hay da. Có mời cô ấy đi ăn không? Dạ có, thì nếu như mà có cơ hội thì em sẽ mời bạn đi uống cà phê. Trả mình thôi hả? Dạ không, trả luôn cho bạn. Chị thấy em rất là duyên dáng, rất là dễ thương, chứ tại sao em ế? Tại môi trường của em cũng ít tiếp xúc á. Hàng ngày em đi làm thì tiếp xúc với trẻ, đến khi về thì nói chuyện với phụ huynh rồi em về nhà thôi. Tối tới mà có tin nhắn hoặc là điện thoại tới là em biết ngay là phụ huynh gọi hỏi thăm bé thôi, chứ cũng không có ai gọi hết trơn á. Mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Anh ấy có chiều cao một chút ạ, khoảng 1m7 trở lên, ngoại hình ưa nhìn ạ, và một công việc ổn định ạ. Điều gì bạn không thích ở người bạn trai? Đó là keo kiệt ạ, là sống không sạch sẽ, họ bề bộn ạ. Với lại đi ra đường mà mặc quần đùi đi dép lê là em không có. Có mang giày. Cứ dép lê kệ người ta chứ, nhiều khi đi dép lê thoải mái có gì đâu mà em không thích. Như thế em thấy thể hiện một người đàn ông bê bối. Anh đi ra ngoài họ không có chỉnh chu. Anh chuyên môn đi dép lê. Anh trai thì sao bạn? Xin lỗi bên đàn gái, bên đàn trai hơi bị đẹp trai à. Phải không? Đang học cao học à. Dạ học tốt nghiệp rồi ạ. Dạ, tốt nghiệp cao học à. Mặt đẹp trai nè, dễ thương, đàng hoàng, sạch sẽ, có giỏ hoa rất đẹp. Có nổ quá không vậy? Không, nói thiệt. Ủa em cũng đẹp chứ bộ anh. Đúng to đó. Vỗ tay. Đẹp thì chị ghi nhận rồi đó, nhưng mình có tật xấu gì không? Em hay quên lắm chị, với lại nói nhanh. Đây là em lên em kìm lại nói nhanh chứ em nói khá nhanh. Em không có tính kiên trì. Làm cái gì mà gặp khó khăn em làm hoài cũng được là em bỏ. Sở thích bạn trai là gì? Dạ sở thích của em là đá banh và em cũng thích nuôi chim. Thích loại chim nào? Dạ những con biết bay thì em đều thích nuôi cả anh. Những loại không biết bay? Dạ những con không biết bay thì mình không thể nuôi được nó, tại vì như con chim cánh cụt nó ở Nam Cực là dạ. chắc anh đang nghĩ về con chim khác nữa. Anh nghĩ chim cánh cụt thôi. Bạn hãy đoán ấy người ta quá ha. Dạ nhưng mà em đoán trúng chị ạ. À. Nhưng mà tóc này màu đen quá ha. Không, đẹp mà, sáng sủa mà. Dạ. Xài treo mút gì mà sao tóc láng quá vậy? À, bữa nay được mới gặp trực tiếp chị, thực sự chị đẹp hơn ở bên khi em coi chương trình rất là nhiều. Định chặt chém mà khen câu cứng họng luôn rồi. Tâm lý quá ha. Nó nghe về chừng nào tiến tới hôn nhân được? Dạ được thì cưới liền được chị. Dạ thì nói chung là nhà cửa thì em đều có cả rồi. Rồi. Có thể là nhà to thì chưa có, nhưng mà nói chung là có dạ, nhà là có sung rồi. Sướng rồi. Ngon rồi. Dạ. Ngon rồi. Rồi công việc em cũng ổn định. Mình có tật xấu gì không? Công việc của em đi làm về mà mệt mỏi, ai mà hay cầm ràn thì em hay dễ nổi nóng lắm. Với lại em hát cũng hơi dở. Hát thử câu coi dở. Dạ, dở cơ nào, thích mấy người hát dở lắm. Dạ tại vì em đã coi chương trình này lâu lên em biết em nói hát dở thế nào. Chị Cát Tường chị cũng bắt hát. Mà nếu như chị Cát Tường không bắt hát thì chị Cát Tường cũng bắt hít đất. Cho nên là em cũng chuẩn bị sẵn bài hát rồi. Em xin hát tặng bạn bên kia bài một khúc trong bài Chim Trắng Mồ Côi. Cũng chim nữa ha. Thích chơi chim. Thích chơi chim, hát cũng có chim trong nữa ha. Tình anh như nước con sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, em cắn cỏ ăn chim sáo mồ côi. Phù sa dung đắp chia đôi bờ, anh bên bồi em bên lỡ mong chờ. Được, ổn. Thằng trai đúng là có tài thiệt, hát hay, nuôi chim giỏi. Ra đây coi nhà gái đi rồi nói chuyện. Dạ em chào anh. Trời đất ơi. Sao mà người đâu mà dễ ghét dữ vậy ta. Giọng hồng giọng em rất đặc biệt nha. Giọng ngang lần là nhớ vụ. Tại người ta cứ nói em là đặc con gái miền Bắc á. Chắc là em yêu quê hương quá cho nên là không bỏ được cái giọng anh.
Không bỏ giọng được à? Dạ. Giọng lạ nhỉ. Em thích lãng mạn không? À, em thích con gái hầu như ai cũng thích lãng mạn chứ anh. Tình yêu mà nó khô queo, nó chán lắm hả? Dạ. Nếu như mà mình giận thì mình muốn bằng trai mình làm gì để mình hết giận? Em là một người không giận đâu rồi. Nói chuyện với em một chút là em hết giận. Nói chuyện gì mà dễ hết giận vậy? Chỉ cần nhắn tin là hỏi em đang làm gì hoặc là hôm nay có đi làm không là em hết giận. Chứ đừng có im lặng là em không thích những người rồi, gì. Rồi, như vậy quá đơn giản. Quá dễ luôn, có gì quá dễ. Được lắm ạ. À. Hôm nay bạn trai đi có ai đi theo ủng hộ mình không nè? Dạ, bữa nay em đi có mẹ và em gái với lại hai người bạn em ngồi dưới ạ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Từ nãy giờ thì tôi nhìn bé bên này thì cũng thấy rất là dễ thương. Người thì khỏe mạnh, nói chung là mẹ thì nhận xét như vậy. Còn thì tùy ý con thôi, thì con quyết định. Chào bác gái đi. Con đầu tiên thì con chào bác ạ. Hôm nay bác đi tới đây thì con nghĩ là nếu mà con có cơ hội được định tiến tới với anh nhà bác, con hứa mình sẽ cố gắng đủ khả năng của mình để làm hay chồng quá. Người lớn ạ. Sao bác ngọt ngào quá hả? Thế hôm nay mình đi có ai đi theo ủng hộ không nè? Dạ em đi cùng chị gái em ạ. Chị ruột luôn hả? Dạ vâng ạ. Rồi chào gặp chị. Dạ. Theo như em nhìn bạn bên này thì cũng được, hiền, cũng gọn gàng, thương. Nhưng còn để mà hai em đến với được với nhau hay không thì đó là quyết định của hai em. Như vậy là ý kiến người thân đều tốt hết. Khoan, nhưng mà trước khi hai bạn nói chuyện với nhau, nãy giờ chị quên hỏi em một câu. Bạn trai là lớn hơn mình là 8 tuổi. Em có thấy lớn quá không hay là vừa? Dạ không, bởi vì trước giờ em rất thích mẫu người lớn hơn em nhiều tuổi. Tại vì người đó thì thường chững chạc hơn nên em thích người nhiều tuổi. Với nhau sao 7-8 tuổi là chuyện bình thường. Chúng ta kéo màn lên đi. Đôi trẻ gặp mặt với sự chứng kiến của hai gia đình, hai bên. Bữa nay anh tới chương trình có mang bó hoa tặng em. Dạ, em cảm ơn ạ. Em ở đâu nhỉ? Dạ, quê gốc em ở Thái Bình nhưng mà giờ em đang sinh sống và làm việc quận 12. Anh thì ở chỗ quận Thủ Đức, rất là gần cho em. Tại em cũng ít đi nên là không biết nó có gần hay xa nữa. Còn quê gốc của anh thì ở ngoài Nam Định. Vậy ạ. Nam Định là bên cạnh Thái Bình luôn ạ. Ấn tượng đầu tiên là anh gặp em là anh thấy em rất là dễ thương. Hiền lành. Nếu mà có thể yêu nhau thì bao giờ anh có thể kết hôn? Tại vì anh cũng lớn rồi, ba mẹ anh thì cũng lớn tuổi rồi, cho nên là anh muốn là trong cái thời gian sớm nhất. Em nghĩ là khoảng dưới một năm. Dưới một năm. Tại em không thích yêu lâu, cảm thấy lãng phí thời gian. Anh thì nghĩ là một năm nó hơi dài, chắc anh nghĩ có khoảng 10 năm. Càng sớm càng tốt. Hai bạn là cùng chung họ Hoàng đấy, lại ở gần nhau nữa, còn tháng sau. Để mấy đứa thì bà ai giữ, tính luôn đi. Em là người khá thoải mái. Giả sử như sinh con đi thì em thích con trai trước hay con gái trước? Em thích con gái trước ạ. Cũng giống anh. Nói nhiều rồi nhưng mà anh cũng muốn là đúc kết lại trong một hai câu hát của anh thôi. Là để thể hiện cái tình cảm anh dành cho em. Dạ. Bằng lòng đi em, anh về quê đem lễ cau trầu. Mẹ cho lần hỏi kết hoa bằng thuyền cô dâu. Áo cưới hình đôi bồ cầu, khăn trắng nhiễu vàng mượt đầu. Nè, bằng lòng đi em, mình cưới nhau liền. Mình cố gắng đưa chim vô giọng nè. Nó mới chịu. Bạn gái cảm nhận như thế nào? Mình đáp trả lại bạn trai mình đi. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, nói với nhau một câu sẽ đi tròn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và môi hôn ngưng. Thôi được rồi, như vậy là cũng tạm thời hiểu nhau rồi. Chúng ta sẽ đi đến quyết định xem có bấm nút hay không. Với ba tiếng đếm, một bên là mẹ, em gái, một bên là chị và hàng triệu người đang nhìn chúng ta. 1 2 3. Chúc mừng các bạn. Hãy nắm tay nhau thật chặt đi các bạn.
gửi tặng các bạn những cái vé xem phim. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng trị giá 15 triệu đồng trên các hệ thống của áo cưới Allen nếu như hai bạn có quyết định kết hôn. Chắc là 15 triệu này là của em rồi đó. Đó, anh hy vọng như vậy nha. Và gửi thư thiệp mời chúng tôi sớm nha. Hai bạn đẹp đôi lắm. Chúc mừng, nào hãy giơ tay đi, cô ấy đi xem phim đi. Rồi, cảm ơn hai bạn.